mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn thằng toại bán vợ mặc dù đã suy đi xét sự việc xảy ra cả ngàn lần trong đầu nhưng tôi vẫn nhất quyết rằng tôi chẳng có gì dính dáng đến vụ đó kế vụ làm tôi phải có mặt tại cơ quan cảnh sát lúc này nếu thằng toại có bán vợ của hắn cho tên lái châu thì đấy là do chính sáng kiến của hắn chứ đâu phải của tôi điểm này là điểm chính tôi cũng chẳng cám dỗ lôi cuốn vợ hắn vào bẫy tôi cũng lại chẳng âm mưu gì với thằng toại lúc hắn ta ký giấy bán vợ hơn nữa thằng toại đâu phải là loại người dễ dàng bị đánh lừa điều này thì cả làng cả xóm này ai mà không biết chứ chúng tôi là hàng xóm với nhau tất nhiên ngay cả mày mày tao tao khi xưng hô nhưng hắn ta chẳng bao giờ thích trò chuyện khi bàn luận bất kỳ vấn đề gì hắn cũng chỉ tự bằng lòng với câu trả lời duy nhất một hai may lắm là ba tiếng không phải chỉ riêng với tôi mà còn đối với tất cả mọi người ngay cả bè bạn thân thiết của hắn nữa là người có tính hay lầu bầu chán hắn lúc nào cũng trũng sâu với những lớp nhăn nhìn vào người ta có thể nói là hắn tức bực cả làng cả nước cả thế giới đến nỗi rằng cách đây không bao lâu vợ hắn sang nhà tôi vừa khóc vừa kể lể than vãn vợ hắn kể rằng ông chồng to như một con gấu bẩn của cô cứ ì ra hệt như pho tượng đất trong một góc phòng miệng câm như ngậm hạt thị trong khi cả nhà tìm không ra được một thứ gì để nhét vào bụng rằng ông chồng cục cằn của cô suốt ngày chẳng chịu làm lụng gì điều này thực đã khó lòng chịu đựng lại còn thêm cứ lầm lầm lì lì im lặng chẳng nói một tiếng nào rằng dù cô ta đã làm tất cả những gì mà một người vợ đảm đang phải làm rằng cô ta vun vén đủ điều kết quả cũng chỉ bữa ăn bữa nhịn nhiều khi phải van xin cầu khẩn như ăn mày nơi hàng xóm láng giềng nếu bảo là tôi trong vụ này có một chút ảnh hưởng không tốt nơi thằng toại thì cứ cho là có thể được đi nói cho cùng điều sai duy nhất của tôi là đã viết một tờ giấy biên nhận hộ cho hắn Ồ, ồ, ồ. Hôm đó, trong lúc tôi vừa ăn sáng xong và đang ngồi thắt chiếu, thằng Toại lù lù dẫn thân đến, trên tay hắn một tờ giấy trắng phất phới theo chiều gió, hỏi tôi. Mày có biết viết một tờ biên nhận không? Tờ biên nhận để làm gì? Tôi hỏi. Tao hỏi mày có biết viết hay không? Hắn vặn lại, biểu lộ rằng hắn không muốn trả lời câu hỏi của tôi cử chỉ hơi lúng túng có lẽ vào lúc đó trong nhà không phải chỉ có một mình tôi tôi nghĩ ngay việc này chắc có liên quan đến cô vợ hắn vì hắn đã hé lộ một vài điều với tôi mấy ngày hôm trước mà tôi cũng không nhớ rõ lắm tôi ngừng tay làm đứng lên lôi hắn ra ngoài hỏi nhỏ về vụ mụ vợ của mày phải không ừ hai mắt hắn tròn xoe vẻ băn khoăn suy nghĩ sau đó tiếp tục tao quyết định bán nó cho thằng lái châu cái thằng cha ở bên kia sông đó mụ vợ thằng sơn mày biết mà thằng chủ quán trọ đó đã làm mai làm mối hiện thằng lái châu đang có mặt ở quán trọ nó kèo nải cho bằng được một tờ biên nhận nhưng cả bọn tao đâu có ai biết viết lách gì tao bảo với nó là kiên nhẫn đợi tao một chút thời gian để tao về nhờ mày giúp tao mày đã đến trường như thế là mày có thể viết được một tờ biên nhận phải vậy không nhưng tao lại không có bút mực gì ở nhà không sao cả cứ đi với tao gió cuối thu thổi trên ngọn đồi quét dồn những chiếc lá héo của tròm cây thích xuống tận dòng suối bên dưới hai chúng tôi rảo bước hắn khép kín mình trong im lặng tôi hai tay chắp sau đít đi đằng sau hắn tôi cũng đã muốn nhân danh tình bạn bè thuyết phục hắn dù hắn có nghe hay không đi chăng nữa nhưng tôi lại không dám mở miệng chẳng phải là tôi không muốn nói khi nghĩ đến thằng cu đe đứa con mới bốn tuổi đầu của hắn để bảo thẳng với hắn rằng bằng bất cứ với giá nào hắn cũng nên giữ cô vợ lại nhưng điều này cũng là điều thật tế nhị cho tôi vì tôi không muốn bị lôi kéo vào chuyện chẳng dính dáng đến mình nhất là tôi lại chẳng thể giúp đỡ được gì cho gia đình hắn ta trong việc mưu sinh thường nhật. Và lại. Nếu vợ chồng hắn cứ ôm khịt lấy nhau mà chết trong cảnh đói khổ thì thôi chẳng thà là cứ để cô vợ của hắn đi nơi khác sống còn hắn thì dù sao cũng có được một số tiền để xoay sở, thoải mái hơn một chút. Đi sau hắn, tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của tôi hiện tại, cũng chẳng hơn gì hắn với những loay hoay xoay trở suy tính, vụ gặt trong năm của tôi đã phải dành ra tất cả để trang trả những món nợ bên tả, bên hữu mà tôi vay mượn. Cả nhà chỉ còn lại được ngót nghét gần 15 ký lô thóc. Dẫu thế, dù sao tôi cũng còn đỡ hơn là toại, vì hắn, hắn không tài nào có thể trả được những món nợ đã vay mượn. Khi tưởng tượng phải chịu đựng hoàn cảnh hiện nay của tôi, tôi có cảm tưởng rằng trời sẽ đổ ụp trên đầu tôi tôi tự nhủ rằng tốt hơn là kể từ mùa đông năm nay tôi cũng nên đi xin làm một chân thợ mỏ trong những mỏ vàng hay thử thời vận cờ bạc đỏ đen chuyện này thì ở đây chẳng thiếu chỗ nhưng muốn cờ bạc thì cũng phải có một chút tiền vốn mà tôi thì lại chẳng có vợ để bán như anh chàng toại bạn tôi nhà tôi cũng có đàn bà đó là mẹ tôi nhưng khổ một nỗi là bà lại đang bị đau ốm hơn nữa Tôi thật xấu hổ khi phải nói ra điều này, chẳng những mẹ tôi đã già, mà lại chỉ cha tôi là người có quyền làm gì thì làm với bà ấy còn tôi chẳng chút quyền hành gì. Đấy, vì thế mà tôi không có thể nói thẳng ra được với thằng bạn của tôi rằng nó đừng bán vợ nó. Thú thực dù sao trong tôi cũng có một chút tiếc rẻ là tôi đã không lấy vợ, như hắn, tôi đã có thể, tôi cũng vậy, bán vợ tôi. Lúc cả hai đã ra đến đường cái tôi bảo với thằng Toại. Đi trước đi, tao sẽ đến ngay. Tao phải đi mượn thỏi mực và cây bút. Nhớ mượn thêm bình mực nữa nghe. Hắn nói để nhắc tôi. Ô ô ô. Tôi tà tà thả bộ và đến quán trọ, dưới những tàn cây rẻ, bằng ngã sân sau đầy cướp gà. Tôi tò mò muốn biết cái mặt mẹt của tên lái châu nếu hắn có khả năng mua một mụ đàn bà và châu bò thì chắc hẳn là hắn có đầy đủ phương tiện. Khi mở cửa bước vào phòng, tôi trông thấy một người chột mắt, má phính và đáy đà, đáng ghét. Ngồi trước cái bàn đầy những chai rượu, hắn nhìn tôi bằng con mắt không một chút thiện cảm. Quần áo hắn dính đầy những vết mỡ được trang hoàng hình như để làm dáng bằng những giải vải có vẻ giả tạo của quân đội. Ngồi cạnh hắn là vợ toại, mẹ của thằng cute đang vạch vú cho con bú cô ta khép nép khiến người ta nhìn vào có thể nghĩ ra được rằng cô sẽ bằng lòng chấp thuận mọi điều kiện đưa ra về việc này dưới mắt nhìn của tôi thì cả hai nhất quyết không thể xứng đôi vừa lứa khi trông thấy tôi cô vợ toại đỏ mặt cô ta chào tôi à anh đã đến dứt lời cô ta cúi mặt nhìn xuống chính mụ già Chủ quán đã làm công việc giới thiệu mọi người, mụ này là một mụ phù thủy thật sự chứ không phải đùa. Đây, là người cháu, cháu xa gọi tôi bằng cô, anh ấy là lái trâu, anh ấy không bùn xìn đâu. Sau đó, mụ vỗ vào vai tôi bằng bàn tay xương sầu của mụ rồi nói tiếp. Còn anh này, anh bông, anh ấy biết viết những tờ giấy biên nhận. Hân hạnh. Tên lái bỏ lên tiếng bằng một giọng ồm ồm. "Tôi không biết anh nhưng tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Cô Phòng, cư ngụ bên kia sông." "Tôi cũng vậy," một cách nghiêm chỉnh tự giới thiệu và trịnh trọng nói với hắn rằng 10 năm trước đây, cha tôi cũng có rất nhiều ruộng đất. Nhưng thay vì nghe tôi nói, hắn cướp lời đi ngay vào vấn đề. "Tôi nhờ anh đến đây để viết một tờ biên nhận." đáng tiếc rằng tôi đã làm phiền anh việc này xong hãy viết cho tôi một tờ biên nhận thật chu đáo. À, con khỉ một mắt này, hắn dám chặn lời tôi như vậy hả? Tôi có đến đây cũng chỉ vì thằng Toại, chẳng một lý do nào khiến tôi lại phải nghe tên ba chợ này ra lệnh. Tôi tự nhủ rằng hắn đúng là một kẻ thô tục rồi vừa quay đầu đi chỗ khác vừa giận dữ cau mặt lại. Chính ngay vào lúc đó, hắn đưa một ly rượu mời tôi. Nào, trước hết chúng ta hãy cụng ly cái đã. Không cách nào từ chối được, tôi cầm ly rượu một cách lịch sự, bằng hai tay. Mới chỉ uống được ba ly thì thằng Toại, mặt hắn lúc đó dài ra như mặt ngựa, đã trực nhào tới cạnh tôi. Để làm hắn bình tĩnh lại, tôi lấy bút, lúc này thì tôi cũng chẳng còn nhìn được rõ cho lắm, và viết nguệch ngoạc điều mà tên lái trông muốn. Tờ biên nhận, năm mươi ngàn, tôi thừa nhận đã nhận số tiền này đổi lấy vợ tôi. ngày hai mươi tháng mười năm một nghìn chín trăm ba mươi năm hợi, chu trương toại để cho hoàng cô phòng. thằng toại đã lăn ngón tay kết của hắn vào tờ giấy tôi vừa viết và đưa cho tên lái châu. tên này bảo tôi đọc lớn cho mọi người cùng nghe. sau đó hắn nhìn vào tờ giấy biên nhận một lúc lâu rồi với một vẻ bán tín bán nghi bằng đôi mắt tròn xoe hắn hỏi tôi mày thấy như thế là đủ rồi hay sao nếu như gia đình hắn kiếm được đủ số tiền mà hắn lại muốn chuộc vợ lại à tên lái châu này nghĩ là hắn đang ở chợ buôn bán châu bò hay sao nhỉ tôi sửng sốt nhìn hắn ta sau đó toại bảo tôi là cứ viết thêm vào tờ biên nhận những gì mà tên côn đồ lái châu muốn dù thế nào đi chăng nữa. Tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ. Đòi lại vợ tôi. Sau khi đã hài lòng với những chữ được tôi viết tiếp, tên lái châu với tay cởi túi tiền, cái túi treo bằng một sợi dây cũ kỹ nơi lỗ khuy ở cái áo di lê hắn đang mặc. Hắn lôi ra một sấp tiền một nghìn, tất cả đều cáu bẩn, rồi đếm từng tờ một, đếm đi đếm lại thật cẩn thận, lật đi lật lại kiểm soát từng đồng, Mỗi lần đếm, hắn đưa những ngón tay lên miệng thấm bằng nước bọt. Những tờ giấy bạc đã ướt đẫm lại một lần nữa đến lượt thằng toại tầm thêm nước bọt của hắn để đếm lại lúc nhận tiền. Một ý nghĩ thoáng trong đầu tôi, muốn cho những tờ giấy bạc của ngân hàng trở thành đẹp đẽ chắc có lẽ người ta cần phải tầm cho thật nhiều nước bọt vào. Thật đó, tôi chẳng hề đụng đến một các tiền cỏ tiền kiếc gì, nếu tôi nói dối thì ông bà vặn cổ tôi đi có một người đã nhận được năm nghìn từ mỗi phía trong việc trao đổi này đấy là mụ già chủ quán trọ tôi tôi chỉ được đúng vài ly rượu nhất là chính tôi khi mọi việc xong xuôi lại phải đưa chân tên lái châu nữa chứ không thực ra tôi đưa mẹ của thằng cute đến tận đỉnh đèo nơi nghĩa trang của làng từ quán trọ đến đó mất hơn hai cây số à tôi chẳng cảm thấy có gì vui khi mọi người đã lên đến đỉnh đèo nhất là lúc nhìn thấy con đường ngoằn nghèo ở mé dưới, dẫn vào dặm núi phía trước mặt. Nói rằng người đàn bà này ở cùng làng với tôi, cô ta đã bị bán đi và sẽ đi sống ở nơi khác. Tôi thực sự ngào ngán, như chính tôi phải ra đi. Lại nữa, cô ta đã làm tôi mùi lòng, khoác trên mình chỉ một chiếc áo đơn mỏng manh, cô ta đang lập cập trong làn gió lạnh. Thôi, Tạm biệt mẹ thằng Cụ Tè. Chào anh. Dứt lời, cô tiến lên trước trên con đường quanh co. Tôi nhìn thấy thân hình cô ta nhẹ nhàng đông đưa theo bước chân. Cô ta chẳng có một vẻ gì là luyến tiếc. Cô ấy ra đi như một người đi đến một nơi mà họ đã biết trước. Điều làm tôi bàng hoàng là thằng Toại, nó đứng ngay đằng sau lưng tôi. Hắn không nói lời giá từ nào với cô vợ cả. Thằng Toại đứng ì ra đó. Giống hệt như một cái tượng vật tổ mà người ta thường thấy dựng ngay ở cổng ra vào các làng quê, hắn như tự hài lòng với những cái nheo mắt của hắn. Đồ chó đẻ, cho dù có ở một ngày với vợ, thì dù sao cũng là vợ mình chứ. Nhưng hắn, suốt 18 năm, hắn sử dụng vợ hắn như người ta sử dụng một con bò, con trâu. Nếu hắn đã không chết đói cũng là nhờ có cô ta, nhờ sự chăm lo, tạo tần của cô ấy chớ. Xong, hắn lại chẳng biết thốt ra được một tiếng cám ơn. Trời đất ơi! Cái quân thô lỗ này, thật đáng kinh tởm. Thằng cu bấy giờ thì cha nó đang bế nó trong tay, dãy ruộng khóc. Thằng bé vừa gào lên gọi mẹ, mẹ nó bây giờ thì đã đi xa, vừa đấm liên hồi trên ngực cha nó. Thế là cha nó, quân thô lỗ, sáng cho nó một cái bợp tai làm nó im nhưng cũng chỉ được một lát để sau thằng bé lại gào ré lên càng lúc càng dữ dội hơn. Phần tên lái Châu dưới hậu quả của rượu đang ngấm lên tận đầu hắn sau khi đã nói vớ vẩn một chập, hắn cáo từ một cách thật trịnh trọng. Các bằng hữu, tôi mang ơn các bạn thật nhiều. Tôi sẽ tìm dịp nào đó để hậu tạ các bạn. Dứt lời, tên lái Châu trịnh trọng xuống dốc Hắn vấp phải một cục đá và ngã lăn tròn. Phải công nhận là hắn may mắn vì nếu không có những cành cây giữ thân thể hắn lại thì nhất định là hắn đã bị rơi tóm xuống vực thẳm rồi và cái bụng tròn như một cái lọ đựng kẹo bằng thủy tinh của hắn sẽ phải bị nổ tung ra mất. Tên lái châu đứng lên, liếm môi, hắn bị một vài cục u và khi quay lại nhìn chúng tôi, lộ ra vẻ e thẹn làm chúng tôi cũng phải bật cười mẹ của thằng cu đe lúc này cũng đã mất dạng trên đường sau một chỗ ngoặt ô ô ô thế mà năm ngày sau cái tên lái châu vô lại đó quay trở lại để lôi tôi đến cảnh sát hắn làm ăn với thằng toại chứ đâu phải với tôi mà bây giờ hắn lại kèo nài với tôi hơn nữa nếu hắn đến vào lúc tôi rảnh rang thì không nói làm gì hắn lôi kéo tôi trong lúc tôi đang lo việc trở phân mặc dù tôi đã cố phân giải cho hắn tỉnh táo xong hắn chẳng cần biết gì. Bực mình tôi xô hắn ra làm hắn ngã bệt trên cỏ thế là hắn túng cổ họng tôi rồi lôi tôi đi như lôi một con bò. Nếu thực sự tôi được ăn một chút tiền huê hồng hoặc nếu tôi là người trung gian mối lái thì cũng đáng đi. Nhưng đằng này tôi chỉ viết một tờ biên nhận thay cho thằng bạn tôi rồi được uống vài ly rượu do chính hắn mời như thế đủ để là một thủ phạm hay sao chớ theo lời hắn thuật lại thì mẹ thằng cu đe đã biến dạng vào ban đêm bốn ngày sau khi về với hắn nghĩa là mấy ngày hôm kia hắn nói là hắn không thể chợp mắt và hắn tự nhủ là cô ấy sẽ quay trở lại vào lúc trời sáng nhưng chờ đến hừng sáng cũng chẳng thấy tâm hơi sáng sớm hôm đó hắn đi tìm hắn tin rằng hắn bị lừa vì thế mà hắn trở lại đây nếu mà tôi không nói cho hắn biết cô ta đi đâu hắn dọa tôi lôi mặt tôi sát vào cái mắt duy nhất của hắn rằng hắn nghiến trèo trẹo rằng hắn sẽ tự sát cùng với tôi nhưng tôi có phải là người bán cô ta cho anh không chớ anh muốn gì hả thằng toại cũng đã bỏ trốn nhưng mày mày biết rõ là nó đi đâu hai đứa mày đã toa dập để lừa tao quân đều giả nhưng tôi có biết nó đi đâu cầm đi, mụ già chủ quán đã kể cho tao rõ tất cả rồi. Mày còn muốn lừa tao nữa hay sao? Đồ thối thà. Thế là hắn quẳng phịch tôi xuống bờ đê, rồi trong khi tôi chưa kịp phủi bụi bậm trên lưng, hắn lôi tôi sành sạch. Như vậy là mụ già chủ quán bảo nó đến tìm tôi vì tôi biết thằng Toại đi đâu. Mụ ta chắc sợ là phải trả lại tiền hoa hồng đã nhận nên chút tất cả trách nhiệm cho tôi trong cái đầu của tên lái châu thì chính tôi đã gợi ý cho thằng toại bán vợ để kín đáo nhận một số tiền cò mồi ô ô ô quả thực thì thằng toại cũng biến mất vào ngày hôm kia cùng lúc với vợ hắn nó đi trốn nó đi thăm bà con họ hàng của nó tôi đâu có biết tất cả những gì tôi được biết về nó là việc nó đi khắp làng để trả nợ lúc thì bằng tiền mặt khi bằng hiện vật những món nợ mà vợ hắn để lại, nhiều khi món nợ chẳng ra gì. Thử hỏi đấy có phải là là một trọng tội mà nó phạm phải hay không để mà nó phải bỏ làng đi trốn? Hay là thằng cu đe, con nó tối nào cũng la khóc đòi mẹ nên toại đã bồng con đi gửi cho ông anh cả của nó? Chiều hôm nọ, toại đến tìm tôi, hoàn toàn trong tình trạng say xỉn. Tôi cũng chẳng biết hắn uống ở đâu nữa, Chạy choạng đi vào sân nhà tôi rồi đặt xuống trước mặt tôi một chai rượu đế lè nhẹ nói này phần mày đây nhưng đừng làm như vậy tao cảm ơn mày tao bắt đầu đói bụng đây tôi xuống dưới bếp lấy hai chiếc ly và một chén củ cải muối xong xuôi cả hai ngồi bệt dưới đất uống khi đã uống hết giọt cuối cùng trong chai toại khởi sự nói hết chuyện này sang chuyện khác rồi rút trong túi lấy ra một nghìn chìa cho tôi nè để cảm ơn mày bữa hôm trước cảm ơn tao tôi hỏi lại tôi tròn mắt nhìn hắn nhưng trong lòng tôi hiểu rằng việc này có liên can đến chuyện tôi đã giúp nó tôi cũng ý thức được rằng thật vô lương tâm khi nhận tiền từ một vụ bán vợ mà ra tôi bảo với hắn rằng mấy ly rượu uống chung với hắn là đã quá đủ rồi xong hắn nài nỉ. Thì mình vẫn uống với nhau có gì đâu. Sau đó hắn cứ nhét tiền vào túi tôi. Thế là tôi đành phải nhận và lại tôi cũng có thiếu gì việc phải cần đến đồng tiền. Từ đó, chẳng còn ai gặp thằng Toại hay Cu Đe, thằng bé con hắn, mà cũng chẳng một ai nhìn thấy hai cha con nó dẫn nhau bỏ làng ra đi. Ô ô ô đầu đuôi chỉ có thế mà cái thằng lái châu cộc cằn này lại buộc tôi phải đi tìm cho ra thằng toại. Hắn nắm cứng cổ họng tôi rồi cứ thế kéo tôi đi đến nỗi làm tôi muốn nghẹt thở. Người trong làng bắt đầu bu kéo lại nhìn màn kịch của hắn và tôi. Tôi cảm thấy chẳng một chút nào hãnh diện trước cảnh đó. Tự nhiên mặt tôi đỏ bừng lên hệt như tôi thật sự là một kẻ phạm tội. Tôi cũng cảm thấy được rằng nếu như tôi kháng cự mạnh thêm một chút nữa thì tên lái trâu này dám nổi nóng làm càn nên tôi đành cứ để mặc nó lôi đi cho đến tận cạnh bờ con suối. Lúc này thì nó cũng nhận ra được rằng nó chẳng phải cần cưỡng buộc gì tôi nên bỏ tôi ra, tiếp tục dạo bước vẻ hơi lúng túng. Hắn chỉ muốn tôi đi theo hắn đến đồn công an. Cả hai chúng tôi đi khoảng bốn cây số, hắn đi trước, tôi léo đéo theo sau, im lặng trong cái vùng núi non lạc lõng này, chẳng một bóng người. Rừng cây sặc đốm màu của mùa thu, đỏ, vàng và gió, thỉnh thoảng, những trận mưa lá khô ảo ạt rơi. Mặt trời đang lặn đỏ trên những tròm núi xa xa, cả khoảng trời nhuốm màu lửa rực. Những tảng đá lăn từ tròm núi thẳng đứng rơi lóm bóm dưới những khe suối. Đấy là tất cả những gì mà cả hai chúng tôi nghe được có một cái gì buồn thảm trong sự yên tĩnh này. Một con chim chí đực bay lên bên phía phải, một con chim chí khé bay bên mé trái. Trên đường, tên lái châu và tôi bước chậm rãi, chẳng một chút nhiệt tâm. Lúc tôi và hắn với tấm thân béo phỉ ục ịch lên đến được tận đỉnh đèo thì cả hai đều đã muốn đứt hơi. Tên lái châu ngồi bịch xuống cỏ thở dốc như, châu, cơn giận của hắn cũng đã biến mất lúc nào không biết nữa thò tay vào túi lấy ra gói thuốc lá hắn với giọng thật nhỏ nhẹ bảo tôi mày chắc cũng mỏi chân lắm phải không ngồi xuống đây nghỉ thở một chút tôi ngồi xuống cạnh hắn rồi châm điếu thuốc hắn vừa mời còn đến sáu cây số nữa mới đến chắc chắn là chúng tôi không thể đến kịp trước khi mặt trời lặn rồi Tao thật sự buồn vì việc đã xảy ra lúc nãy. Thôi, bỏ chuyện đó đi. Nhưng thật sự, mày có biết thằng Toại đi đâu không? Rất có thể là nó đến nhà ông anh cả của nó, ở Phước Ninh. Khi nghe tôi nói câu này, hắn như thực sự hài lòng đến nỗi làm cho những thớ thịt trên mặt hắn co giật lại đến nỗi làm cả khuôn mặt hắn méo mó. Rồi hắn tuôn ra một chàng than thở để giải thích tất cả không phải là chuyện tiền nong bị mất, mà vì một người đàn bà như vợ thằng Toại, không bao giờ hắn có thể tìm được người thứ hai. Vì hắn quá vợ, hắn đã đi tìm một người đàn bà bề ngoài đường được, vì hắn muốn giao năm quán rượu của hắn cho người đàn bà này trông non. Trong vài ngày thử thách vừa qua, hắn đã nhận ra được rằng mẹ thằng Cú Đe có khiếu buôn bán, hơn nữa, trong vai trò người vợ, cô ta rất giỏi dù rằng chỉ vài ngày với cô ta nhưng cũng đủ cho hắn nhận ra rằng chưa bao giờ hắn gặp được một người đàn bà dễ thương và gợi cho hắn một sự trìu mến như thế hắn thật bằng lòng vì hắn đã sắm sửa cho cô ta những bộ váy lụa và cho cô ăn những miếng sườn bò hắn muốn tìm lại được cô ngay cả là hắn sẽ phải hao tốn tiền bạc thêm nữa chỉ vì cô đã làm cho hắn thấy một sự thiếu thốn lớn lao hắn không có ý định đòi hỏi thằng toại phải trả tiền lại cho hắn như thế là thằng bạn tôi chẳng phải lo về chuyện này sau đó tên lái châu hỏi tôi với một giọng khiến tôi hơi bực mình nói cho tao biết tất cả những chỗ mà thằng toại có thể đến đó tôi tôi chẳng đáp lại gì mà chỉ yên lặng hút thuốc rồi hắn tiếp bộ mày không nghĩ là hai đứa nó đã sắp xếp với nhau à tụi nó biến mất cùng một ngày mà nhưng làm thế nào cách nhau đến cả 15, 16 cây số mà tụi nó lại có thể thu xếp được với nhau? Mặc dù với cái lối trả lời có vẻ ngang ngang khó chịu của tôi, hắn vẫn cứ tiếp tục nói với vẻ thất vọng. Đấy chính là vấn đề mà tao cũng đã đặt ra. Nếu tao là thằng tội thì tao sẽ biết được vợ tao đi đâu. Tên lái, chồng nói bằng một giọng màu mẻ trong âm điệu của một đứa trẻ con thường luôn được nuông chiều nhưng vừa mới bị quở mắng cái thằng đấy đà như vậy, bệnh thất tình đã làm cho hắn bé teo lại. Như bị lột hết mọi phương thế, hắn rình đợi từng lời nói của tôi, hy vọng, biết đâu chừng. Những lời nói của tôi sẽ mang lại cho hắn một chút hy vọng. Mày biết nhà anh cả thằng Toại ở đâu không? Ở Phước Ninh nhà Tôi có một người chú, ông ấy cũng vậy, cũng ở dưới đó. Nếu vậy thì mình đi xuống, uống một chén, ngày mai mình đi phước ninh sớm thằng lái châu nhanh nhèo nói như người đang sắp chết đuối vớ được phao đồng ý tôi hời hợt trả lời hắn trái với ý nghĩ của tôi và nhìn về hướng tây mặt trời vừa biến dạng vùng thung lũng đã bị nhòe sau màn sương đủ màu đủ sắt mỏm núi rực trói những tia sáng còn lại của một ngày làm như có vẻ rung rinh vì đang phẫn nộ tiếng gì rào thoáng nhẹ của những chiếc lá khô rơi trên đầu chúng tôi tên lái châu ngồi xổm dậy suy tính cho những dự định của hắn vào ngày hôm sau nhưng theo tôi suy xét và tôi cũng đã suy đi xét lại cả ngàn lần trong đầu thì thằng toại không chắc chắn nó không đến nhà ông anh cả nó ở phước ninh đâu tiếp theo chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn báo oán Cuốn lịch năm ấy bìa vàng nhòe nét son dấu kim ấn tòa khâm thiên giám có niên hiệu duy tân thập niên. Người ta thấy tiết thu phân và ngày lập thu qua đã lâu rồi. Mùa mưa dầm tháng 9 chỉ là những giọt nước mắt triển miên than vãn của kỳ thất tịch còn sót lại mãi đến bây giờ. Sứ Đồng Chiêm Sơn Nam Hạ đã biến thành một vùng nước mất hẳn bờ, trên đó nhấp nhô những con đò đồng lý tí, ngọn sóng đồng hỗn loạn vỗ tung bùn vào mép những con đường đất thô nhuyễn và những lũy che già ướt át. Làng mạc vùng quê Nam Định ngoi lên khỏi làn nước trắng lạnh như những quần đảo hoang vu. Nước một mùa mưa hợp các xứ đồng chiêm lại thành một khối lớn và trên cái đoàn kết của nước đồng hưu quạnh, những con thuyền thúng đi về nhiều như lá che rụng mùa thu. Đêm mưa gió, mặt nước bằng rộng âm hưởng rất xa cái tiếng kêu đánh cướp nhóm lên từ những hòn cù lao lẻ loi. Bên bờ đường cái quan, hoa hòe nở vàng khè. Dậm hòe đất sơn nam hạ trổ bông đã từ lâu. Hòe đã dâu cánh, màu vàng úa tối mãi xuống. Hòe hoa hoàng, cử tử mang. Thấy dậm hòe ngả màu vàng, lòng những người có chiếu bắt đầu bận bịu dưới mảnh trời sụt sùi hoa hòe nở đều làm ấm lại lòng người sĩ tơ tưởng đến sự hiền đạt về sau này màu vàng của sắc hoa nơi dậm hòe dài đã nhắc bao nhiêu học trò vùng sơn nam hạ nghĩ đến cái màu vàng một tấm giấy cáo trục phong tặng hoặc là phần hoàng mai sau cho hai đấng sinh thành ôm khư khư một hòm kinh chuyện súng ướt nước mưa ngồi trong lòng một chiếc đỏ đầy đang tìm lại bến cũ ông đầu sứ em nghĩ xem giờ xuống tỉnh nên trọ nhà ai cho tiện trong suốt một kỳ thi, vì nhà bà Phùng đã chật chỗ rồi. Hoa hòe là tả đánh rớt những cành vàng nâu cuối cùng lên bảo vai bao nhiêu học trò các vùng đổ về tỉnh Nam. Năm nay nhà nước mở khoa thi, một khoa thi cuối cùng. Có những ông đồ già tóc dâu đã ngả màu vì sự đùa nhà của công danh đánh lừa mình suốt mấy phen, chuyến này cũng cố chen ra, Hồ vớt lấy một chút phấn hương cuối mùa của triều đình. Trường Hà Nam hợp thi khoa mậu ngọ có ông đầu sứ em dự, còn nhộn nhịp gấp mấy khoa ất mão trước. Khoa ất mão trước, ông đầu sứ anh bị loại ngay vòng đầu, bay kỳ, kinh nghĩa. Khoa mậu ngọ này, ông đầu sứ anh nhất định không đi nữa, mặc dầu khoa này là khoa cuối cùng, sau này bãi hẳn sự thi cử. Ở vào buổi giao thời, nếu người ta còn cái lòng công danh thì khoa thi mậu ngọ là một cơ hội cuối cùng từ mậu ngọ trở về sau sẽ mở một thời khác chữ hán chỉ còn là một thứ xa xỉ phẩm trong cõi học vấn của một lớp người từ sau khoa này cái lều cái trống chỉ còn là những vật cổ tích mỗi khi nhắc nhỏm tới lại gợi lại một chút nhớ tiếc trong lòng một đám người mệt mỏi còn sống thêm một ngày là càng chỉ thêm một ngày bỡ ngỡ với phong hội mới ông đầu sứ anh nhất định không nộp quyền khoa này. tuy bao nhiêu người từ quan đốc tỉnh cho đến anh em đồng song thầy đều gửi hy vọng vào ông. thơ phú làm rất nhanh, sách nhớ có thể vạch ra từng chương, từng tiết một. tính người lại điềm đạm đa hậu, ai ai đều khen nhà ông có đất học, rồi lại lấy làm lạ cho ông. có một ông tam trường khoa trước lại ngờ rằng hai khoa này tại nhà nước bắt đám sĩ tử phải chụp ảnh dán vào quyển nộp mà ông đầu sứ Anh không đi chăng. Có một hôm, ông cùng mấy người dạo chơi ở phố Hàng Thao, nhận được tin này chính ông đầu sứ Anh đã kêu, từ trước tới nay, có bao giờ như thế? Bể trên đãi đám sĩ phu trong nước thật không ra cái gì. Hôm người em là ông đầu sứ em xuôi tỉnh để sửa soạn đi thi, ông đầu sứ anh đưa ra khỏi cái dốc đầu làng và lúc ông đầu sứ em đã ngồi gọn trong con đỏ, ông dặn. Xuống tỉnh, nhà bà Phùng đã đông người ở trọ rồi, có phải ở chỗ khác, chú có ở đâu, cũng cứ lại đấy mà nhắn cho tôi rõ. Đến hôm các quan tiến trường, cứ hạ tuần tháng này, thể nào tôi cũng có mặt dưới tỉnh. Vốn tính phong tình người em đứng dậy, làm triềng con đỏ đầy, nói với lại. Cô Trinh, con gái út bà Phùng, hình như vẫn chưa lấy chồng phải không anh? Khoa tí ngày trước anh cũng chọn ở đấy phải không? Đáp lại cái vui đùa của em muốn tiết nỗi hoan lạc ra ngoài một cách quá độ để chấn tĩnh cái rối ren trong bụng một người đi thi. Ông đầu sứ anh đã nghiêm nghị một cách bất đắc dĩ nói lảng ra ngoài câu hỏi. Cứ quanh quẩn ở phố cửa trường ấy thôi nhé. Đi về nó tiện hơn. Ở đấy dễ gặp anh em các nơi đổ về. Biết đấy là một cậu học trò xuống tỉnh thi, mấy đám hàng sáu người làng trên qua đây ghé đò xuôi chợ, không nhao nhao lên nữa như lúc mấy nghiêng mạn đò vừa rồi. Họ ra vẻ nể nang, ngồi thu hình lại, cua lại một góc mấy lũ tay nải và bị cói, cốt để dọn cho cái người có chữ kia một chỗ ngồi rộng rãi. Đấy con đó dính chắc vào đất xét lồng bến đông, Cô hàng gạo, buộc lại mũi khăn mỏ quả, nhìn cậu khóa không mỏi mắt và mỗi lúc ngượng nghịu lại nhổ xuống đồng nước một bãi quyết trầu. Gió đồng hôm nay không thổi. Bãi quyết trầu đỏ lặng im giữa làn nước nhợt nhạt, rồi chậm chạp tan hòa vào nước đồng chiêm. Mỗi khi nhìn rộng ra, chỉ giặt một màu bao la nhờ nhờ. Người lái đỏ mặc áo tơi phủ kín thân hình, chụp nón mê lấp cả mặt, đã rút đầu xào khỏi mặt nước. Con đỏ đầy cựa quậy, bốc nhẹ, rồi trườn mình ra xa. Trời bắt đầu nổi gió rét. Mưa thu lại lột đột rớt xuống đám áo tơi nón lá của một chuyến đỏ đồng. Dưới gốc cây hòe già ở dốc đê làng, ông đầu sứ anh vẫn chưa chịu trở gót. Sớm tinh mơ ngày 25 tháng 9 các quan làm lễ tiến trường tại khu trường thi Nam Định, hai chiếc lọng vàng phủ nghiêng xuống lá cờ và tấm biển có chữ phụng chỉ khâm sai và bốn chiếc lọng xanh ghé sát thấp tịt xuống kế đầu bạc của một ông đại khoa mùi nghi vệ mới phẳng phất ít hôm trước thì sớm nay đã chan hòa nổi dậy trên một khoảnh đất mà mọi khi chỉ có hoang vu và bằng lăng ánh sáng ban ngày đi vắng mãi từ những đâu mà đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về từ hôm có gió vàng pha mùi cơn bức đến nay người ta chưa bao giờ thấy cái âm u tẻ lạnh đến nhường ấy. Mãi đến bây giờ là gần giữa giờ thìn rồi mà tối và sáng vẫn còn chưa phân tách hẳn ra. Người ta đứng bao quanh đàn cúng, vẫn chỉ thấy ánh sáng mấy chục ngọn nến bạch lạp dọi vào lớp da hoen ố việt lửa cháy của đàn tế. Trên đó phù phục ba cỗ tam sinh còng queo, một con trâu và một con dê đen thui kèm một con lợn cạo trắng mở to cặp mắt chết mặt đất sáng hơn nền trời cõi tự nhiên một buổi sáng mùa thu có cuộc tế tiến trường hình như đang lắng chờ một tai biến gì gió cũng không muốn thổi mấy ngọn sáp không lung lay vệt khói xám nơi bình hương bốc lên thẳng thắng nơi bàn tam sinh nền trời phương đông đáng lẽ phải hừng lên để đón lấy chiêu dương thế mà ở đấy chỉ giặt một thứ mây đục đùn lên những hình quỷ đông và nơi phía tây một cái cầu vồng cụt một chân tô lên trên tạo vật có tang ma những màu xanh đỏ rực rỡ và rờn rợn trong cảnh âm dương hỗn loạn không chia biệt rõ quan chánh chủ khảo trường hà nam hợp thi khoa mậu ngọ đang tế cáo trời đất vua thần thánh và suýt xoa khai xong tên tuổi quê quán ngài khấn báo oán giả tiền nhập báo ân giả thứ nhập có lẽ đoạn khấn này là khoản chú trọng nhất của lễ tam sinh và đã được quỷ và thần chứng giám. Người lính tuần mặc áo nẹp đỏ vừa được lệnh đổ chén rượu cúng xuống tàn lửa đống vàng đang hóa dở thì những đầu ngọn cỏ may im lìm nơi bãi trường thi đều rung lên một nhịp và theo một chiều. Người ta, hồi nãy sống một cơn mơ giữa khoảng ban ngày u uất, bây giờ trông thấy một cơn mơ đang tàn dần một thứ gió u hiền thổi thúc mãi vào bãi trường, nghe lào xào như có tiếng người chen trúc và chạy vào choán chỗ. Những cây nến cháy vặt ngọn bỗng tắt phụt hết. Không gì xa vắng bằng cái động đậy trong điều hưu của muôn loài. Trời đất trong sáng lại lần lần. Hai anh em ông đầu sứ ngoạt, lấy tên tục của làng nguyên quán là cổ nguyệt, lững thững ra về. Ông đầu sứ anh bụng buồn lắm mà không dám nói ra ba năm trước, cũng ngày tế tiền trường năm mão, cảnh trời đất cũng âm thầm gần bằng ngày này. Quan tránh chủ khảo khoa ấy, theo tục lệ quen của mỗi khoa thi, cũng cúng tam sinh khấn mời những oan hồn nên nhập vào trường trước hết mà báo oán trả thù. Rồi ông đầu sứ vào trường, rồi oan hồn hiện lên ngay ở kỳ đệ nhất. Một người đàn bà trẻ, xóa tóc, ẵm con, hiện ngay lên dưới lều, ngay chỗ đầu trống kêu gào giữ dịt lấy tay không cho viết. Gào khóc chán, người đàn bà ấy lấy mớ tóc xóa quất vào mặt ông cứ bỏng rát lên và cười sằng sặc, lấy nghiên mực đổ vào quyền của ông. Lần ấy ông xin cánh quyền đến hai ba thứ. Vẫn người đàn bà quấy nhiễu không tha, để quyển ông cứ tỉ ố mãi. Lúc gần chiều, ông nổi một cơn đau bụng hoắc loạn, phải bỏ giờ kỳ thi, nhờ người dịu về nhà trọ thế là ông bay ngay kỳ kinh nghĩa. Một người đầu sứ hay chữ và được quan đốc khen ngợi luôn mà hỏng ngay nhất trường thì có thảm thương không? Cũng may mà còn có người lấy được cái bản thảo giáp bài của ông đem về, ông còn giữ được đến giờ, nếu không thì nhục cho ra sáo biết là chừng nào. Ông cụ thân sinh ra ông, cụ Huấn là người nổi tiếng một vùng, ông xem lại bản giáp đưa cho các bạn đọc, ai cũng lấy làm tiếc hơi văn đi mạnh như thế có vào đến kỳ hội thì cũng cứ lọt, mọi người đều chặt lưỡi tiếc rẻ. Cái người bạn cùng một vi với ông, sau khi đem trả ông cái bản giáp đó, đã tìm đến phòng trọ đưa tặng ông ba chục quan tiền kém. Đại huynh lúc không may lâm bệnh rời bãi trường, phải bỏ lại trên cỏ bản giáp bài kinh nghĩa. Là một người tự biết mình bất tài, tiểu đệ đã mạn phép hiền huynh điền vào quyển của đệ những lời gấm hoa đanh thép bị bỏ phí kia. Nay được vào kỳ đệ nhị, gọi là có món quà mọn gửi lại xin đại huynh nhận cho. Biết là có oan hồn hiện lên cố phá không cho mình mở mặt với thiên hạ, ông để tâm tra xét chuyện nhà. Thì ra, lúc sinh thời, cụ huấn đẻ ra ông đã phạm vào một việc thất đức. Lúc sinh thời cụ huấn cụ đã mang lấy trách nhiệm tinh thần về cái chết của một người nàng hầu tại tình nổi tiếng một thời. Người thiếp đó, lúc tự ải, đã có mang được sáu bảy tháng. Khi âm oán ấy còn theo đuổi ông mãi, nếu ông cứ còn lều chiếu ở cửa trường thi. Đấy là lời người thiếp đó lúc ốp vào con đồng khi phụ lên. Nàng xưng là cô và gọi ông đầu sứ anh là nó, cười sằng sặc và giọng nói the thế, nó còn đi thi cô còn báo mãi. Các người hỏi cô muốn những gì ấy à? Cô muốn, cô muốn nó phạm húy, cho nó bị tội cả nhà kia. Nhưng nhà nó cũng có một ông mãnh thiêng lắm, cô không tàn hại nó được như lòng cô muốn. Con đồng chỉ lắc lư nói có thế, nếu có gặng hỏi thêm thi chỉ khóc hu hu rồi lại lăn ra mà cười như bị cù. Ông đầu sứ lạnh đến tùy xương sống trong người, và lo nghĩ từ ấy, qua thi này ông định không ra nữa để ông đầu sứ em nộp quyền thôi, thử xem hồn oan có còn báo được nữa hay không. Ông tin ở học lực người em ruột, sao cũng lấy về cho làng ngoạt, hên ra cũng được kết tú tài. Qua cuối cùng, thêm phần luận quốc ngữ và phép tính và đo lường theo lối học mới, nhưng chú nó thông minh vốn thiên bẩm và gần đây tân thư và toàn pháp đọc rất nhiều, cũng không lấy gì làm ngại lắm. Nhưng mà phúc phận con người ta, ở một sĩ tử, biết sao mà định đoạt trước được. Còn năm hôm nữa mới nhập trường, mãi đến ngày sóc tháng mạng đông mới gọi tên bốn năm ngàn người vào kỳ đệ nhất. Cơm nhà trọ, luôn mấy ngày nay, bữa nào cũng hết một bình rượu. Vào mấy ngày mong chờ hai anh em ông đầu xứ, những lúc trời ngớt hạt mưa, thường nhận nhã ở phố hàng giấy, chọn một thỏi mực, thử lông một cây bút thỏ hay là soi lên ánh nắng một giấy bản ông đầu xứ anh cố quên chuyện cũ hết sức vui vẻ trong khi đi lục lọi giấy bút cho em ở các cửa hàng sách phố hàng giấy những người văn nhân lượn lên lượn xuống nơi phố này nhiều đến nỗi không nhớ được mặt ví có gặp ngay lại một lần thứ nhì cái cửa hàng sách gọn ghẽ xinh xắn được nhiều thầy khóa lui tới nhất là cửa hàng cô phương đám học trò vào cửa hàng cô để mua cũng có và để nghỉ chân và giải trí cũng có. Cô Phương, ở phố Hàng Giấy, ngày trước là một người đánh đá chua ngoa có tiếng. Có một lần một cậu học trò vào hàng cô chọn bút. Cô đưa bút xong Lan, Thanh Chi, Nhất Chi rồi Kiều Lan, rồi đến Lan Trúc, người thư sinh mặc trắng rút thắt bút, cho bút vào miệng. Ấn tòe đầu bút vào lòng bàn tay xòe, để thử soi lông bút lên ánh sáng có đến mấy mươi lần rồi mà cứ lắc đầu hoài, chê xấu. Anh chàng nhất định hỏi cho được cái thứ bút tảo thiên quân mới chịu lấy. Thấy thầy khóa ăn mặc đồ vải xoành xoàng, cô Phương ra giọng bì thử, có tảo thiên quân lông trắng, nhưng mà những hai quan một chiếc. Tiếp khi nguyết dài của cô hàng sách càng ngồi dãi thẻ thêm ra, người thư sinh mặt trắng chỉ tay lên tiếp trên đầu tủ. Phải, Tảo Thiên Quân lông trắng, có còn thứ nào những năm sáu quan một quản, cô lấy cho tôi chọn. Lúc nói câu này, thầy khóa cố dằn giọng vào chữ những, có ý bảo thầm cho nhà hàng biết rằng nên khinh người vừa vừa chứ. Cô Phương bén lẽn, nhưng cũng cố đứng dậy lấy thứ bút quý cất mãi trên cùng của lớp tủ, đưa cho thầy khóa. Chỉ đợi nếu anh chàng không mua nổi chiếc nào thì sẽ mắng một trận như tát nước vào mặt cho bỏ ghét lấy luôn một lúc bốn chiếc tảo thiên quân, trả tiền xong xuôi, người thư sinh mặt trắng dúng một ngòi bút vào một mảnh giấy nơi mặt hàng. Những dòng chữ viết rất tốt kia, sự thật, chỉ là một bài thơ chữ nói mát cô hàng có tính trong lòn. Từ đấy, cô Phương đâm ra gờm những thầy khóa có tính ớm ờ và trở nên rất ngoan ngoãn đối với bạn hàng, bất cứ là ai. Sau cô hỏi thêm, mới biết người thư sinh rất khó tính trong sự lựa bút và tác giả bài thơ bóng giỏ ấy là cậu đầu sứ ngoạc. Năm Mão, phong thanh người thiếu niên tài hoa ấy thụ bệnh trong trường và bỏ dở khoa thi, cô Phương đã ra mặt ái ngại tiếc than với những người chung quanh. Trong tâm một cô hàng sách nhỏ phố hàng giấy, đang nhú lên một cái mầm của yêu thương, gắn bó và đợi chờ. Cho đến mãi ngọ năm nay, ông đầu sứ ngoạt mới trở lại cửa hàng cô Phương. Ông đầu sứ em còn lần lựa ngoài mặt hàng, chưa bước vào nhà. Trên mấy tấm cửa lùa ngả xuống hai cái mễ gỗ, nhô hẳn ra vỉa hè, một cuốn trinh phụ ngâm diễn nôm đã ghim bước ông đầu sứ em lại. Thấy có bóng khách vào hàng, cô Phương đặt cuốn truyện lục vân tiên xuống. Lấy móng tay đánh dấu vào cái đoạn nàng kim liên đang đẩy xe cho chị qua miền Hà Khê sắp cất tiếng chào khách, bỗng cô ngờ ngợ, tùm tìm muốn bật như cười. Cô nhìn không chớp mắt, đôi má lúm đồng tiền phơn phất nhuộm đào, cái màu hoa đào ngày năm nọ. Ông đầu sứ anh hơi luống cuống, chưa biết hỏi món hàng gì thì may mắn quá, ông đầu sứ em đã tiến theo vào phá hộ cái yên lặng. Này anh, lấy một cuốn trinh phụ bản nôm, về nhà trọ ta ngâm nga chơi cho nó hết mấy ngày đợi cái bảng nhập trường ờ thích được ngâm nga thì cứ lấy về có gì mà phải bàn bạc nữa cô phương hết nhìn người anh lại nhìn sang người em cô đoán họ phải là anh em ruột thì mới giống nhau như tạc đến thế và chăng hồi gần đây cô có nghe đến ông đầu xứ anh cũng có một người em đỗ đầu xứ và tài hoa đã làm trội cả một vùng tỉnh nam đúng là người mua chuyện này đây chưa biết chuyện ông đầu xứ anh không nộp quyển thi khoa này cô phương tự nói với mình huynh đệ đồng khoa. Cải làng cổ nguyệt chuyến này tha hồ mà rước sách. Trong hai anh em, chả biết ai sẽ tú tài, ai cử nhân. Mọi năm hai trường Hà Nội và Nam Định hợp lại, lấy sáu mươi. Tư cử nhân. Năm nay khoa rốt, nhà nước đặt cách lấy những chín mươi tư cử nhân và cũng như mấy lần thi trước, cứ một cử nhân thì ba tú tài. Lọt sao được tay hai cậu đầu xứ này cô kéo cái ấm giỏ trong bục trong ra, dở nắp ấm thăm cái nòng chiếc ấm xứ, rót hai chén, cố hạ thấp vòi ấm xuống để nước không nổi bọt. Mời hai thầy quá bộ vào trong này sơi nước. Nước trà nụ ướp sói vừa pha đấy, nên mới dám mời hai ngài tân khoa. Cô Phương cười, tự cho câu chúc sớm sủa đó là có duyên lắm, hẳn là phải hay lắm và anh em ông đầu xứ cổ Nguyệt phải thưởng thức thấy họ cứ đứng chân chân ra đấy, cô Phương Thu dần nét mặt sời lời lại và ngồi ngẫm, càng nhận thấy cái vô duyên và vô lý của câu nói vừa rồi. Ai người ta chưa thi cử được một kỳ nào mà đã chúc với tụng, cho đỡ ngượng, cô lại mời. Hai thầy sơi chén nước. Ông đầu sứ em chẳng biết cái gì cả, cầm chén, uống luôn, tưởng hễ cứ vào mua hàng người ta là mình có quyền được sơi nước mời. Khốn nạn, nào mà trước tới giờ anh có bao giờ nói chuyện cho nghe cái đoạn tình duyên thầm kín đã mấy năm nay giữa anh với cô hàng sách đâu mà biết. Ông đầu sứ em thấy anh còn trùng trình chưa chịu ngồi xuống cầm lấy một chén nước trà mà đầu lưỡi rất tinh của ông phải nhận là thơm ngon. Ông càng trèo kéo ổn mãi lên. Cô Phương cũng phải phì cười và làm cho ông đầu sứ anh cười luôn thể. Con người nào đã biết e rẻ với cuộc sống, những lúc cảnh ngộ tinh thần sớm không cho mình phỉ sức hưởng thụ khi ở vào một cái tuổi ăn và ngủ đáng lẽ phải nhiều mỗi lần được vui cười trên mặt. Thì cái cười ấy thật là thỏa đáng, thật là đầy đủ và lại xinh đẹp là khác nữa. Nhân một cái vui tươi thế cho nét mặt nghiêm trang luôn luôn của ông đầu sứ Anh, cô Phương nói một câu mà sự thân mật riêng Tây đã không cần âm thầm nữa. Khoa ngọ này là khoa cuối cùng, ông đầu sứ nên giữ mình làm trọng chớ có đau bụng như kỳ năm mão mà để thiệt thòi nhiều cho vùng sơn nam hạ lắm đấy ông ạ à. đến chữ ông ạ à ở cuối một câu nói giọng rất thành thật cảm động cô hàng sách có làm ra giọng bông lơn cho nó nhẹ bớt sự tha thiết của một câu nói đã lỡ nhời đã thốt ra từ đáy một tấm lòng để đi sát vào một tấm lòng khác bấy này cũng vẫn chờ lúc được đãi đằng sự rất hữu tình mà cố làm ra vô tình bằng một cái giọng cố gỏ lấy, làm sao cho tránh khỏi sự nhận xét thông minh của ông đầu sư anh được. Ông biết lắm. Ông hiểu cô Phương để ý đến ông lắm. Không cần các bạn nói cho hay, không cần gặp gỡ, không cần âm tín tiêu hao. Ba năm nay rồi, linh tính bảo cho ông biết thế. Nhưng từ ngày vấp ngay khoa thi đầu tiên, ở một kỳ đệ nhất, ông buồn uất vô hạn khi nhận thấy mình ra có còn lều trống nữa cũng là chỉ để làm sống dậy. Trong vòng oan trái, một cái oán kiều xưa cũ của ông cha đi lại. Một cái oan hồn đã hiện lên để phá hại, đã úp đồng vào miệng người sống để thốt ra toàn những lời hằn bọc. Cái oan hồn ấy không chịu buông tha ai bao giờ. Hóa cho nên, rất khoa ất mão ngay kỳ kinh nghĩa, ông nhận luôn cho nó là khoa cuối cùng. Chẳng cần phải đợi đến khoa mộng ngọ cuối cùng này. Ngày dạo ấy, ông nói rất to rằng ông là thí sinh của một khoa thi thôi. Cô hàng sách không rõ, vẫn tưởng ông còn có bụng với sự lều trống. Ngắm kỹ cô Phương, ông thấy cái đẹp của cô già dặn hơn ngày năm trước. Muốn nói thêm vài ý nghĩ vui tươi nữa vào việc đánh giá cái đẹp, ông đầu sư anh bỗng ngừng lại. Bởi vì... quái! Sao mãi đến giờ ông mới nhớ nhận ra khuôn mặt cô Phương cũng hao hao tợ như diện mạo người đàn bà ấm con, xóa tóc ngồi rú kêu than nơi đầu chiếc chóng tre ở trong trường thi khoa nọ. Tự nhiên ông thấy cô Phương không hiền bậu nữa. Ông nghĩ đến những cái ghê sợ mà một cái sắc đẹp có thể giấu dưới nụ cười. Ông nghĩ đến những chuyện ma quái lúc thay hình biến thể khi muốn hãm hại đám học trò. Ông nhớ lại cái cười gằn của oan hồn khi hiện thành người quất đuôi tóc trần vào mặt ông cho ông hôn mê đi và cầm nghiên mực đổ chan hòa xuống quyển thi Kiệu oan hồn ấy đã lên tiếng nói thể quyết làm cho người sống phải lụn bại mới nghe biết đến lúc nào cái người nàng hầu cụ huấn mới nguôi giận và cái âm oán kia hết theo vết ông chuyện cũ của cha hồi sinh thời đi lại với người ta thật ông cũng chưa rõ hẳn đầu cuối như thế nào vâng nhà có thứ mực kiêu kỵ đây ạ à. Cô Phương nhanh nhào trả lời ông đầu sứ em. Choàng tỉnh cơn suy nghĩ, ông đã vội bắt lấy việc mua mực khuyên em không nên lấy mực kiêu kỵ. Đi thì không ai dùng mực kiêu kỵ. Mực của xã kiêu kỵ chế rất tốt, chỉ hiểm mỗi khi viết xuống giấy, nó cắn bền chắc quá, khó tẩy đi lắm. Cô lấy cho mấy thoi hoàng tam sương vâng, nếu hết thứ chữ vàng rồi, cô cho thứ chữ bạc cũng được cái thứ mực hiệu rượu tự, nhà ta bán có được chạy lắm không hả cô? Chà, người ăn nói sao mà xuôi tai dễ nghe đến thế? Cô Phương nhìn ông đầu sứ anh, nhầm trong óc mấy chữ nhà ta, tưởng đến cái ngây thơ của một đôi vợ chồng son kia trong lúc bù khú. Chỉ mảnh trăng của cả thiên hạ mà nhận là của riêng của nhà ta, cô vui lòng quá, suýt quên cả việc soạn thoi mực cho khách cô cho tôi luôn thể ít chục tờ giấy lệnh nữa. Mấy chục tờ à? Cô đợi cho tôi tính xem dùng hết độ ngần nào thì không là thừa phí. Làm ra bộ thông thạo thì ít, mà muốn tỏ sự thân mật thì nhiều bao giờ được nên thân tình nữa nhỉ? Cô Phương co tay tính nhầm những cái gì, rồi cô nhấc đầu, vuốt mái tóc, nói với ông đầu sứ em, giọng nhẹ nhót rất tự nhiên. Nộp ba quyển, kỳ đệ nhất, kinh nghĩa một quyền bảy tờ, kỳ đệ nhị thơ phú, một quyền sáu tờ và kỳ đệ tam, văn sách, một quyền mười ba tờ nữa, có dày lắm cũng chỉ đến mười bốn tờ là cùng. Ông định mua chữ giấy mang vào trường để phòng những lúc phải cánh quyền hoặc đổi những trang hư hỏng, chỉ nên chữ lấy từng kỳ một. Ông đầu sứ anh vừa soi giấy lệnh vừa hỏi. Tại sao thế hở cô? Thưa, tại, tại là giấy chuyến này thú thật với hai ông rằng không được mịn mặt lắm chuyến sau có thuyền hàng phưởng neo về thế nào cũng có giấy tốt hơn nhiều có lẽ kịp kỳ đệ nhị của các ông đấy để tôi xem nào cô hàng sách bán giấy bút cho học trò trường nam đã mười năm cỏ lẻ đã không phụ cái tiếng là một người thông thuộc những phong tục trường ốc cô phương lại co tay tính nhầm một hồi được rồi mồng một tháng mười là ngày vào kỳ đệ nhất. Có chóng lắm thì cũng phải hết cứ thượng tuần tháng mười mới có bảng vào kỳ đệ nhị. Phường giấy của tôi thế nào cũng có thuyền về bên trên mòn sông trước ngày mồng mười. Đúng hôm Tết trùng thập cúng cơm mời, các ông lại đây mua mở hàng cho kiện giấy lệnh bưởi. Giờ các ông lấy tạm ít chục tờ dùng đỡ trong kỳ đệ nhất vậy. Cổ đếm giấy, thổi những tờ giấy chập đôi với cái nâng niu nhẹ nhàng của một người chị cả săn sóc đứa em thơ lúc mẹ già đi chợ chiều xa. Chỉ có những người đàn bà đẹp và phúc hậu thì mới thổi được giấy như thế thôi. Cô đếm thành hai sấp, mỗi sấp đầu hai chục tờ. Đu một sấp vào phía ông đầu sứ em, còn cái sấp thứ nhì là lấy sau ở trong ruột điệp khác, cô trao tận tay ông đầu sứ anh cặp mắt tình tứ linh động như muốn nhắc ông rằng cái sắp sau đây tốt hơn sắp trước và sự chênh lệch này trong lúc soạn giấy không phải là do ngẫu nhiên. Gia Triều tin chắc vào cái tài và cái may của hai anh em ông đầu sứ thi khoa này. Cô hàng sách vẫn lấy cái cười duyên dọn đường cho một câu nói mà ở một cái miệng khác thì phải là thiếu lễ phép. Cánh quyền mà dùng bấy nhiêu giấy là nhiều quá lắm rồi đó. Phải thay quyền, đổi quyển đến quá ngữ giấy này, thì chỉ còn có ngồi mà lắng nghe ba hồi chín tiếng chống ngoại hạng. Lúc ra về, ông đầu sứ anh, trong một phút sầu hận, đã muốn trả lại cô Phương tập giấy, để thầm bảo cho cô hay rằng cô đã làm một việc thừa, riêng đối với ông, khoa ngọ này ông có dự thi đâu. Mấy bữa nay mưa gió càng nhiều, nước trên chút xuống, nước ở dưới dâng lên, người thu và cảnh ẩm sống trong một bầu không khí nồm lo lắng. Ngày ngày trăm nhà vùng Sơn Nam Hạ lại nhận thêm lấy một cái tin đề vỡ tại đất Kinh Bắc. Nằm nghe mưa rơi trên quán trọ xóm cửa trường, một đêm nguyệt tận năm ngọ, từ tối đến giờ, ông đầu sứ anh chỉ những hết lo xa rồi lại nghĩ gần. Trong một lúc mơ hoảng, ông lại trông thấy bóng cái người đàn bà mặc đồ trắng, xóa tóc, kiễng gót, thu một đứa trẻ con vào tà áo sổ gấu đi tuột vào phía nhà cầu ông ú ớ như người bị ma mộc đè cố gắng mà không kiếng mình dậy được cái người đàn bà mặc đồ trắng chân không sát đất lại lẻn trở ra và khi lướt qua mặt ông cười gằn một tiếng lấy tà áo quất vào má ông buốt đức và giá lạnh như chưa bao giờ cảm thấy anh nói mê những gì thế ông đầu xứ em lác mãi ông mới hoàn hồn nhìn em một lúc lâu rồi hỏi chú đã soạn sửa lều chóng đủ rồi trống đêm cuối thu và đông non điểm bốn tiếng đục uống hết một nai rượu để ngự hàn và khu phong mà nhà trọ đã dọn sẵn từ khuya ông đầu xứ anh bỏ thêm một đinh vàng lá vào chắc của em khi nào thấy khang khác trong trường thi chú đốt vàng cho nhiều vào thôi ta đi đi anh đưa chú vào đến cửa trường đưa tôi kể bộ gọng lều và chóng. Chú đeo lẩy ống quyền và chát, đi đôi tất vào. Đêm mưa dầm vẫn tối như bưng lấy mắt. Hai cái tải hoa anh em kia, cộng lại không được 45 tuổi đầu, bỉ bõm dắt nhau đi về phía cửa trường thi. Có tầm mưa gió và đi đêm như thế này, người ta mới thấy bước công danh là mệt và chán. Giá cô Phương hàng giấy có đứng đây mà nhìn này. Ông đầu sứ anh bĩu môi, trong tối tăm, tiếng thở dài người anh dẫn lối cho người em cứ lặng thinh bước từng bước một. Bãi trường thi thấp hơn mặt nền tỉnh, nước mưa lụt dồn về, chôn ngập lút cả ngọn cỏ may. Đứng xa trông những cây đình liệu dọi trên bãi cỏ sâm sắt nước, người vô sự và không có chữ tưởng đâu như dân cả một làng nào đang đốt đuốc bắt ếch. Càng tiến gần lại trường, người ta có những cảm tưởng rùng rợn như khi chịu bó tay đứng nhìn một đám cướp lớn bật hồng phá nhà lế của trên xóm trên. Trong những ngày lụt lội ở xứ bị thủy tai, quân cướp toàn đi bằng thuyền. Cái tiếng mắt nứa nổ to ở cây đình liệu cháy sắn, có khác gì cái tiếng đốt ống lệnh bật hồng của phường đạo tặc, lúc quân hồi vô lệnh. Ông đề điệu đã leo lên ghế chéo. Một người lính thể sát bắt ống loa, hô, Báo oán giả tiên nhập, báo ân giả thứ nhập, sĩ tử thứ thứ ngân hàng, ập. Ờ. Tiếng loa đồng xoáy sâu vào màn mưa lạnh, ông đầu sứ anh nghe tiếng hô, mặt nhợt nhạt, luôn luôn nhìn chuộc em. Người em bây giờ chỉ là một thân cột cứng đờ mà sự thi cử đã mắc vào đấy biết đến bao nhiêu thứ múi dây lòng thòng, dây lều, dây chóng, dây buộc bộ gọng ống quyền cùng với ngàn ngàn người khác, hai anh em đứng ngẩng mãi cổ lên, kiếng mãi người lên như muốn nhìn rõ mặt người lại phòng sướng danh. Đã lâu chôn chân xuống bãi súng nước, lòng dạ người người đều bảng hoàng. Bỗng ông đầu sứ anh run mạnh người em. kia làng cổ nguyệt, tên chú, vào đi. Trời sáng tỏ đã từ lâu, cái hàng rào sĩ tử có đủ các hạng tuổi từ một cái đầu xanh mặt trắng cho đến một tròn tóc bạc, một lớp da mồi đã bị xé thùng. Ông đầu sứ em lách mình qua rồi, nhưng lều chóng còn vướng mắc nên lỗ thùng ấy chưa kịp hàn kín. Nhôn nhau một lúc lâu, cái bể người đã lấp được chỗ trống của một con sông người tràn đi, lại bằng phẳng như cũ để chờ đợi một cải đổi rời khác. Ông đầu sứ anh ra về, chỉ hận rằng lúc tới tấp, quên không dặn lại em nên đốt một lúc cho hết đinh vàng lá trong cháp nếu trong trường có thấy cái gì khang khác. Dọc đường, ông gặp một toán lính thanh khóa đội nón đĩa, nai nịt súng ống gọn ghẽ. Người ta bảo đấy là bọn lính nhà nước phái thêm vào trường giữ trật tự. Ông đầu sứ em dựng lều, dọn chỗ ngồi thi giữa sự rằn rỗi của trời đất. Mưa to gió lộng trên một trường thi, cứ thế mãi mãi, cho đến qua giờ ngọ cho đến quá giờ mùi. Vậy mà xưa này người ta vẫn bảo mưa không quá ngọ gió không qua mùi. Sĩ tử khắp bốn vi giáp ất tả hữu, co do trong lều rột, thật là coi tính mệnh mình không bằng một quyển thi chỉ luôn luôn muốn những chuyện tỷ ố. Chốc chốc cái loa đồng ngoài cửa trường lại kêu inh ỏi gọi các tư gia ai có thùng gỗ hay thùng sắt tây thì cho đem vào trường bán cho học trò kê quyển viết và độn thêm lên chóng ngồi khi bản giáp bài viết xong lâu rồi mà quái lạ, hễ cứ động đặt ngòi bút lên mặt quyển là ông đầu xứ em lại thấy đau bụng, đau quằn quại tựa chứng hoắc loạn, cứ như rùi vào từng miếng tỳ vị. ông cựa quậy nhiều lắm, vừa ôm bụng vừa giữ ống quyển. cái chõng tre đặt trên bãi cỏ ngập, lún xuống lần lần. giữa hai cơn đau bụng, những lúc trời ngớt mưa, từ khu nhà thập đạo vẳng về lều ông những tiếng kêu nài. Lại các quan, còn chỉ có một khoa thi này, xin các quan thương cho anh em đổi quyền. Trời mưa ướt lắm, anh em có muốn như thế làm gì? Thấy ở một vài lều chung quanh có khói lửa và tàn vàng bay ra, ông đầu sứ em sực nhớ đến đinh vàng cất trong chát. Bèn lấy ra gỡ từng tờ một, xếp ngay ở đầu mép trống, một tay trận cơn đau nơi bụng dưới, một tay châm mồi lửa bùi nhùi, gió thổi vào đống lửa vàng hóa bùng bùng, lửa kêu vù vù và trong tiếng ngọn lửa reo, lại có tiếng người nói cười lanh lành. Khói bốc lên, tỏa xuống xoay xoài, xoài, như những vệt nước thời gian trượt trên đầu ngọn tường xuống lần vách gạch những đền chùa xưa cũ có mốc vẽ hình, có rêu phong dấu. Những vờn khỏi nhẹ đã đổ xuống nhanh đổi màu. Rất mau chóng. Trước mắt ông đầu sứ em mê mệt và hoảng hốt, những vờn khỏi thoảng mùi gây gây khét và tanh lợm bỗng sấm hẳn lại thành một mớ tóc xóa và mớ tóc u hiền không chờ đợi ấy đóng khung lấy một khuôn mặt người. Lửa vàng gần lụn, vụt bùng lên và tiếng cười lanh lảnh trở nên the thé, rồi nấc lên mãi. Trời đất tối sầm xuống. Ông đầu sứ em cảm thấy bãi trường là thừa lạnh lẽo. Trường thi âm u và không quạnh. Gió thổi bay quyền thi xuống làn cỏ dầm nước ông đầu sứ em gắng ngoài người ra, muốn vớ lấy quyền bị gió thổi bốc khỏi mặt chát. Nhưng ông hụt tay, chỉ đủ giữ mình khỏi ngã. Cơn đau bụng nổi lên dữ dội hơn hết những giờ phút vừa qua. Ông gục xuống chát, thiếp dần. Ông tỉnh giấc, thấy trong người nhẹ hẳn, tưởng chừng như cơn đau dữ dội ban nãy chỉ là một cơn ác mộng. Ông bỡ ngỡ, mất hết cả ý thức về thời gian và không gian. Ông ngơ ngác trước hoàng hôn. Từ một tròi nào, người ta đã điểm mau hồi chống ngoại hạng. Ông đầu sứ anh ra đón ở cửa trường. Bỏ lại cả lều và trống, cầm chỉ vòn vẹn có một bản giáp ông đầu sứ em đã rời bước trong một giấc mơ. Hai anh em gặp nhau, lặng lặng không nói một câu nào suốt từ cửa trường về đến nhà trọ. Bữa cơm ấy, tại nhà trọ bà Phùng có một người hỏng thi đã uống hết ba bình rượu cúc vào một đêm dài nhất trong một đời người tiếp theo chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn bắt cóc chi sốc quai đeo ôm thêm chồng sách mượn của thư viện hấp tấp đi ra ca park cả buổi học cô vẫn chưa xua nổi cú điện thoại kêu vang nhà sáng nay lần nào cũng vậy cứ nhẹ lúc cô vừa ôm bị sách vừa nhét túi ăn chưa mẹ soạn sẵn cho cô vào túi đeo chuông điện thoại lại réo liên hồi kỳ trận Báo đời cô phải học tốc quay vào chụp ống nghe. Hello, tôi nghe đây. Tôi... tôi cái gì? Đừng vác mặt lên kênh kiệu như bà lớn nữa. Mẹ con cô là đồ điếm thúi. Có chồng không biết dạy, lừa đảo lường gạt đồng bào ôm tiền về Việt Nam cúng cho bọn chúng. Trì á khẩu, ú ớ không sao há miệng ra nổi đừng nói chi sủa lại những lời tương tự tặng cho con mụ tàn bạo đó. Đầu kia phun thêm một hơi, những lời tục tằn bẩn thỉu, chui vô lỗ tai chi chúng nổ lùng bùng. Chi thở dốc lên, dằn mạnh ống nghe vào giá, hầm hầm chạy xuống nhà xe. Tuần trước cũng vậy đó, chuông reo inh ỏi, chụp máy lên. Giọng bên kia đập cho một tiếng chửi rồi tuôn ra một thôi một hồi đèo cha đèo mẹ không bốc máy sợ lỡ có ai tìm mẹ chi phải đi làm từ lúc trời và đất con lờ mờ bơi vào sương sớm từ ngày bố trốn nợ bỏ về việt nam sống với người khác mẹ phải nai lưng làm nhiều giờ hơn để trả những món nợ không thể nào đầy mặt phùi đi được hai mẹ con hụt chân rơi tõm xuống đáy vực mẹ phải nai lưng gánh hết oan nợ chướng nghiệp của bố để lại phải cắm đầu cắm cổ đi làm điện thoại như sợi dây chuông nối hai mẹ con với cuộc đời bố có nhiều kẻ thù biết làm sao được chi thương mẹ giá cả ruột chi không muốn mẹ nghe những cú điện thoại dơ bẩn đó chi cũng không dám xin đổi số điện thoại chi sợ mẹ buồn mẹ vẫn thầm mong một ngày nào đó bố sẽ gọi về cho mẹ trời đông sáng nặng đầy hơi tuyết chui vội vào xe bụng xe cũng ùa lên hàn khí buốt như nấm mổ thép chi mở máy vặn nút máy sưởi tiếng máy sưởi làm chi càng bấn loạn thêm cô lại vội vàng tắt đi chiếc xe rú lên như bị hành hạ đau đớn lắm hục hặc một lúc mới chịu phóng đi hơn năm giờ chiều sương đã răng mù trời chi không chịu nổi tiếng kêu ù ù của máy sưởi trong bụng xe đóng kín trong não cô cái phần mềm xám xịt những kỷ niệm tồi tàn của bố máy sưởi kêu ù ù như vậy chúng sẽ trào lên những âm động xoáy vào thần kinh của chi cô thấy lòng mình bồn chồn không chịu được tưởng như hàng tỷ tế bảo trong người cô nó muốn bể tơi ra nhưng tại sao mình lại bồn chồn như thế này cô vặn nút mở máy sưởi rồi lại tắt lạnh chân quá chi bật đèn hiệu giả xe vào sát lề với tay ra ghế sau cua tìm chiếc áo khoác cô kêu lên một tiếng tiếng kêu nghẹn ngay trong cuống họng cái cuống họng của cô vụt một cái đông cứng thành nước đá tim cô bị sợi gân nào cột nghiến lại mất rồi một cảm giác kinh hồn xuyên ngay vào óc chi run bắn người lên thay vì với được cái áo khoác phủ ngang bụng cho đỡ lạnh chi vớ được một cánh tay người mình hóa thành nước đá. Mình hóa thành nước đá. Ai biểu ham coi X-Files, toàn phim ma quái lạnh người. Bây giờ ma hiện hình ngay trong bụng xe như thế này. Chi thấy hình như mình tắt thở mất rồi. Lầm lì, sát ngay ót chi một mặt người. Hơi thở gã hồng hộc. Sao nãy giờ chi không ngửi thấy? Ma không biết thở. Mẹ kể rõ như vậy nhưng sao cái mặt thịt dày bì bì của người này lại lạnh mùi âm khí. Họng súng kề sát gáy chi. Phen này, phen này. Sướng nhé được đóng phim kinh dị rồi nhé. Đã đời chưa con. Chạy thẳng vào xa lộ, nếu không muốn bể nát đầu ra. Và từ đó, óc của chi, tay chân của chi, hơi thở từng chập, từng chập. Tất cả không thuộc về chi nữa nó tuân lệnh kế mặt thịt quỷ quái ở băng ghế sau. Chiếc Celica của Chi cũng biết sợ, lạng quảng hai ba lần. Hoảng quá! Chi nghiến răng lại. Suýt nữa răng Chi cắn vào lưỡi. Lạy Chúa cầu sao Chi là một giấc mơ. Từ ngày bố bỏ đi. Sáng nào hai mẹ con cũng rụt rẻ kể cho nhau nghe toàn những giấc mơ bị đuổi bắt, bị xa lầy, bị lội bùn đầy hoảng hốt và kinh hãi. Mẹ ơi! Chi nghe mình rên được hai tiếng. Dù sao bị săn đuổi trong mộng cũng đỡ hơn cái họng súng. Kềm sát vào gáy như thế này. Một giọng nặng trình trịch, bốc từ hố miệng hôi, gần trong gang tấc mà nghe ù ù như bị gió thổi, bạt đi xa mù. Chạy thẳng tới, muốn sống, khôn hồn không được nhúc nhích. Chi rủa thầm, đồ ngu, không nhúc nhích làm sao lái xe. Ủa, chửi nó đồ ngu. Sao xe mình khóa kín nó vẫn chui vào ngồi lù lù một đống ở ghế sau như vậy được? Nó là đồ ngu hay mình là giống đầu bò? Có cái việc nhòm trước nhòm sau trước khi leo lên xe mà cứ quên hoài. Trước khi rời xe, nhớ nhòm lui nhòm tới xem khóa xe kỹ chưa nghe con. Mẹ giận đi giận lại cả trăm lần như vậy đó sáng nay giận cú điện thoại làm trễ giờ vào lớp mình dám hấp tấp quên khóa cửa xe lắm mẹ ơi chi lại rên được hai tiếng mẹ ơi nữa mỗi lần mẹ nhắc chừng dặn dò thế này thế nọ bao giờ chi cũng muốn hực lên một tiếng bực mẹ không chịu được bây giờ bây giờ xe phóng chạy mà người cô cứ tơi ra từng mảnh hơi thở cô cùng hơi thở của gã trời ạ à, chúng đang cùng trộn trạo chung vào nhau làm mù kính xe tê nơi ngực nặng nơi chân cô muốn nhòm xuống chân mình xem nó còn dính vào người cô không nảy chân nảy tay chúng mày còn sống không hả cô kinh hoàng ngó thấy mình dường như cụt tay cụt chân hết cả mình biến thành củ khoai tây từ bao giờ vậy trời nghẹt thở nặng ngộp buồn ói cơn tê thì dần dần vạn tỷ côn trùng nhung nhúc bỏ ngang bò dọc trong da trong thịt. Cô tuyệt vọng nhìn ngang. Xe cộ nghìn nghịt như biến thành nấm mồ chạy đua nhau vùn vụt. Chẳng một ai ngó ngang xem mặt cô đang bợt như xác chết. Huyết nóng châu thân cô ào ào dồn hết vào lỗ cống vô hình. Cô giơ tay sờ soạn lúc bị gã mặt thịt tống xuống hầm. Cố mở căng mọi lỗ hồng giác quan, lỗ chân lông, lỗ mũi, lỗ mắt, lỗ miệng, lỗ tai, lỗ. Xác thân trừ vô dụng như một đống thịt. Một đống thịt xương ù lì đi vì khiếp sợ. Mắt cô mù đi trong bóng đen đặc quánh. Cả hai hốc tai cũng biến thành tổ ong kêu o o khiến ruột cô lại cồn lên nôn nao muốn ói. Đành sờ soạn lò dò từng bước. Chân cuối lên cô đạp nhầm cái đinh ba, cán gỗ bị hất ngược lên đập thẳng vào đầu cô đầu điếng thế là cô tỉnh hồn ra ôi ôi không phải là phim x face rồi không phải ba trò ảo lộng tìm thấy trong internet cũng không phải những cơn mơ cuồng dội của tuổi dậy thì nữa té ra đời thực nghìn lần khủng khiếp hơn trong mộng té ra cái hầm tối này rùng rợn hơn trong phim nhiều màn bắt cóc này để trả thù bố cô hay sao nhưng bố cô đã làm gì để gây nên mối căm hận này chưa bao giờ cô thèm được về nhà với mẹ như bây giờ thèm được tắm thèm được ăn chung với mẹ một bữa cơm dạo sau này bận rộn bù đầu hai mẹ con hiếm khi được ăn chung với nhau cô cứ lủi thủi mẹ cũng cứ lủi thủi một mình như hình như bóng bữa nào cũng mẹ một tô cơm con một tô cơm trộn rau trộn thịt lục đục trong phòng riêng Chi vừa ăn vừa dán mắt vào cơm computer sơ tứ tung đủ mọi kênh trên Internet. Mẹ vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình. Từ lúc nào nhỉ? Cô cứ thích được một mình. Cô không chịu nổi ngồi bên mẹ. Không hiểu tại sao sự vui sống vụt một cái bỏ đi, theo cùng với im hơi lặng tiếng của bố. Đúng là ưng gì được nấy. Đã bụng chưa? Ông trời có mắt thiệt bây giờ mặc sức sờ soạng một mình trong cái hầm kín bưng như nhà mồ cô áp tai vào vách hầm có tiếng xe rú ga bỏ lên dốc tiếng động cơ rội ngay trên đỉnh đầu cô muốn chọc thủng nóc hầm căn hầm này rõ ràng xây ngay dưới sàn nhà xe có tiếng người quát tháo tiếng lao sao rầm rì vang vẳng từ tầng trệt hắt xuống chịu dòng họ nhà cô tai điếc lòi ra chẳng nghe được gì. Sợ quá đổ lì, kệ bà nó, chết là cung. Đỡ phải đi học, đỡ lo ra trường không kiếm được chỗ làm, đỡ xót lòng thương mẹ. Đỡ phải thù giận bố tán tận lương tâm bỏ mẹ con cô ngang xương thế này. Đỡ quê với bạn bè, nó sẽ đòm cho mình một phát. Thế là xong. Tiếng xích sắt kêu loảng xoảng cô rủn người ra vì sợ phải dán chặt lưng vào vách hầm cho hỏi ngã nhào xuống. Cánh cửa mở thốc ra, ánh sáng từ cầu thang tràn xuống. Cô che tay lên mặt cho khỏi chói. Căn hầm không rộng như cô tưởng. Lồn ngồn đủ loại đồ phế thải, tủ lạnh, máy móc, máy tiện máy hàn, lò bếp cũ, cuốc sẻng. Hai ba bóng người lố nhố nhìn chừng nhìn chạo xuống mặt cô. Thình lình cánh cửa lại đóng sập xuống cô tuyệt vọng vừa gào vừa đập thình thịch vào vách hầm cầu thang. Chúng quên tắt đèn. Lạy chúa ánh sáng dù lờ mờ vẫn nghìn lần quý hơn bóng tối đen đặc lúc nãy. Giọng đàn ông hực lên. Làm ăn cái con mẹ gì chúng mày. Bộ cứ xe ly ca là chúng phóc con ca sĩ mặt mẹt đó đâu. Thời gian trong hầm không hề trôi đi. Thời gian cũng lết quanh lần mò sờ dịt như cô vậy nhìn đồng hồ nhìn gói đồ ăn chúng để ngay bậc thang cô đoán mình bị nhốt một đêm một ngày đêm hôm sau mệt quá cô ngủ thiếp đi trong một xó hầm kinh hoàng tuyệt vọng không chăn không nệm vậy mà cô vẫn ngủ được lại còn mơ nữa chứ hình như một giấc mơ hiền cô đi lạc vào sa mạc gặp một anh chàng cứ mài miệt viết tên cô lên những cuồng cát đang vùng vẫy trong bão những cuồng mây bị bão xoắn tóc của chàng dính đầy cát chàng từ cơn mơ hiện ra trong hầm da thơm mùi kem cạo râu dậy thôi cô nhỏ chi nhảy phát lên bắn người ra xa cô nhớ ra rồi đến trường vào thư viện mượn sách cặm cụi ghi bài tên mặt thịt họng súng kề sát gáy chỉ một nhích tay cỏ súng nổ bể toang cần cổ vậy mà tưởng mình ngủ mơ tưởng mình đóng phim x files chứ gã xông tới, lôi cô sành sạch lên cầu thang, đẩy cô vào chiếc xe đen bóng loáng. Cô chỉ người lại, nửa mừng nửa sợ. Xe của tôi đâu? Đừng có hỏi. Tôi không đến kịp, cô đi đời nhà ma. Ở đó mà xe với cô. Ngồi vào xe cô đờ người ra nhìn chăm vào mặt gã. Nửa đêm, đường vòng xuống núi cũng mù mịt sương. Trong lòng xe ấm áp, máy sửa của BMW kép chạy êm như du. Gương mặt gã không nặng cả ký thịt như đồng bọn. Một gã đàn ông hấp dẫn đến nghẹn ngào. Da săn mịn, mắt sáng, gờ mũi thẳng, hai hàng răng bóng sáng. Gã quay sang cười với cô. Lại cười được nữa chứ. Cô muốn tuét miệng ra cười đáp lễ. Sực nhớ kê họng súng đêm qua bọn chúng ghim vào ót mình. Cô sụ mặt xuống. Không hiểu gì hết phải không? Cô nhìn ngang mặt gã. Nhìn ngang nhìn thằng mặt gã vẫn hiền khô Giọng gã dịu dàng. Bọn chúng bắt lầm cô với ca sĩ Mỹ Chi. Cô cũng tên Chi. Cô cũng đi Celica đỏ. Nhưng may phước cô không phải là tình nhân của ông chùm ma túy. May hơn, tôi tạc vào thăm chúng. Tôi biết rõ mặt cô Mỹ Chi đó. Tôi biết chắc cô không phải con đợi đó. Cô lặng ngắt đi mất một lúc, mặt co rúm lại, miệng mếu sạch đi trông rất thảm hại. Thình lình cô nổi điên, vùng vẫy trong dây nịt, rồi bưng mặt khóc quả lên. Bao nhiêu kinh hoàng, bao nhiêu khiếp sợ hãi hùng giờ mới trào lên thành tiếng nấc, thành nước mắt, thành những lời lắp bắp không có đầu, không có đuôi. Còn đợi, chùm ma túy, bắt lầm. Một lúc sau thấy gã vẫn một mực nín thinh, cô ngượng nên quệt ngang nước mắt bắt lầm. Lại nhẹ tôi hành hạ như thế này. Cô mếu máu nói. Chúng không giết cô là mạng cô lớn lắm rồi. Gã lầm bầm. Ngồi đó mà làm sàn. Làm sàn cái gì? Sau cú này tôi điên luôn. Làm sàn cũng còn may. Cả bọn chúng một hai đòi giết cô đấy. Chỉ xém xém chút nữa cô bị giết rồi đấy. Tôi có làm gì đâu mà giết tôi. Cô run lên rên gì với gã đâu cần phải làm gì mới bị giết cô không biết mỗi ngày có hàng vạn người bị giết chết rất ư tình cờ và lãng xẹt hay sao cô quay sang nhìn chăm vào mặt gã nhưng tại sao ông lại cứu tôi tôi không biết ông cũng buôn lậu ma túy cũng cướp của giết người như họ cô thấy tôi cướp của giết người bao giờ sorry tôi không muốn nói như vậy tôi thấy ông không giống bọn kia nhưng tại sao ông lại có mặt ở đây? Tôi không hiểu gì hết. Tôi thuộc về họ. Gã quẹo xe vào ca bác rồi lạnh lùng tắt máy. Khuya quá, bãi đậu xe còn lưa thưa vài chiếc. Chiếc Celica của cô, kỳ chưa vẫn đậu ngay tại chỗ cũ. Sợ mình ngủ mơ, cô làm gan bấu vào cánh tay gã. Gã kêu khẽ lên, gã biết đau. Tay gã là tay người, không phải ma cả rồng, không phải tay bọn quỷ ám. Cô nhân mặt vì dối trí. Gã gỡ tay cô ra, giọng gã nhẹ hững đi. Cô có nhớ báo chí đăng tin trùm du đáng tóc dài tên triều bị bắn chết vì dính vào vụ ám sát ông dân biểu không? Tôi đấy. Tôi là Tony Võ Mạnh Triều. Cô trợn mắt lên, sợ líu cả lưỡi, tay quơ lên muốn mở cửa xe tông chạy mà không sao mở nổi. Ma, trời ơi, ông chết mấy năm rồi. Thấy cô từ từ ngẹo đầu xuống, mặt tái ngắt, gã hoàng hồn ôm vai cô lắc thật mạnh. Tỉnh dậy, đồ chết nhát, tôi không phải là ma. Tôi chỉ có trái tim của Võ Mạnh Chiều thôi. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, đồ chết nhát. Cô phèo phào, nói không nổi. Gã ôm đầu cô trong hai tay giọng gã thật buồn bã buồn đến não cả lòng cô học y khoa mà sao chậm hiểu quá tôi bị đột quỵ vì đau tim bẩm sinh được thay bằng tim của triều bình phục tôi nhiễm đủ mọi thói quen của triều không dứt bỏ được tôi tìm về thế giới của anh ta thiếu bọn họ tôi không chịu được chìa khóa xe của cô đây sách vở áo choàng của cô còn nguyên trong thùng xe lái thằng xe về nhà Đừng hé môi cho ai biết vụ bắt cóc này. Đừng chọc que lớn que nhỏ vào ổ rắn độc. Đêm qua, biết bắt lầm. Chúng định dứt luôn ném cô vào thùng axit rồi đó. Nếu cô ngứa mồm báo cảnh sát, lần sau trời cũng không cứu nổi cô nữa đâu. Gã đẩy nhẹ cô xuống xe. Cô chưa kịp định thần, gã rồ ga phóng một mạch. Cô theo đà chạy theo xe gã rồi đành loạn choạng đứng sững lại miệng lắp bắp nói không ra hơi. Về KHOA yêu, sương mù, sương mịt, nuốt chừng màu xe đen của gã. Gã biến như người trong phim, một cuốn phim bị cắt ngang xương nửa chừng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì bạn hãy bình luận phía dưới nhé đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất thân ái chào tạm biệt